Hello cho tất cả các anh em mình nhá. Hôm nay tôi lên video hướng dẫn cho anh em bắt cầu tài xỉu vấn đề năm nay tại cổng game thiên đường chơi nhá. Xem số 33m tôi xem lên được bao nhiêu nha anh em. Ok nào, tay đầu đi luôn 2 triệu xỉu này anh em. Ok này, cứ từ từ mà chơi, cứ từ từ mà chinh chiến thôi anh em. Đâu nào, chuẩn bị nặn nào. Ui sổ ôi, tay đấu húp luôn này, đánh nó là lét luôn. Ok, cứ từ từ mà chơi, cứ từ từ mình chinh chiến thôi anh em. Nếu mà anh em không hiểu phương pháp các bắt cầu của tôi thì để lại dưới phần video này, tôi sẽ hướng dẫn giải đáp thắc mắc cho cả anh em mình này. 11.8 này, 11 này, ai còn lại bắt 2 4 triệu xỉu đi. 34 triệu 9 nha anh em. Ok, 34 triệu 9 tay này bắt luôn con xỉu này, cần tính anh em. Ok nào, chuẩn bị nạn nào. 6, ui số 62 một húp luôn, đánh cái bà lá led lên nè luôn. Ok này, nếu anh em nào thấy video này hay xin cái like tin động lực mình. Link game thế nào chơi tôi để dưới phần video này cho tất cả các anh em mình này. Cứ từ từ mà chơi, cứ từ từ mà chinh chiến thôi anh em. Ok, con này bắt tiếp con xỉu nha anh em. Ok nào, chuẩn bị nặn không? 312 húp luôn thì anh em, đánh nó vào lá nét luôn. Cứ từ từ mà chơi, cứ từ từ mà chinh chiến thôi anh em. Nếu mà anh em không hiểu phương pháp cái bắt cầu của tôi thì để lại dưới phần video này, tôi sẽ hướng dẫn giải đáp thắc mắc cho tất cả các anh em mình, giúp anh em cầm bắt cơ mắt chào xuống con này nhá. 89 này, 82, con này bắt tiếp con xỉu đi anh em. Ok, kiểu bắt cơ mất cháo đỡ phải đi làm cái gì cho nó nắng nôi, nó cứ khổ ta, vất vả ta, kiếm được vài cái đồng bạc về lại ốm đau lại bệnh tật ra lại khổ ta anh em ạ. Ok nào, chuẩn bị nạn nào. 21 đầu số 2 99 luôn, đánh nó phải là led nét nét luôn. Xem thích cái quả cầu nào. 97 này, 92, 93, con này bắt tiếp con xỉu đi. Ok, con này bắt tiếp con xỉu nha, bắt tiếp con xỉu này. 1m7955 này. Ok, cứ từ từ mà chơi, cứ từ từ mà chinh chiến này. Thêm nốt 55.000 nữa nha anh em. Ok nào, chuẩn bị nặn nào. 5422, ui sổ ôi, gãy luôn rồi. 81 mới đau, không sao cả anh em ạ.
8899 này. Ok, cầu xỉu con này bắt tiếp con xỉu đi anh em. Bắt tiếp 2 triệu xỉu nhá. Ok này. Cứ từ từ mà chơi, cứ từ từ mà chinh chiến thôi anh em. Ok nào, chuẩn bị nặn nào. Ui sổ ơi, gãy luôn rồi. Không sao cả anh em ạ, cứ từ từ mà chơi, cứ từ từ mà chinh chiến thôi anh em. Nếu mà anh em không hiểu phương pháp cái bắt cầu của tôi thì để lại cái phần video này, tôi sẽ dẫn lại đáp thắc mắc của cả mình đây. Xem có cầu nào 80, 21 này, con này bắt tiếp con. Bắt tiếp 2 triệu xỉu nha anh em. Ok nào, chuẩn bị nặn nào. Ui sổ ơi, hụt luôn này. Nếu anh em nào thấy video này hay xin cả like, tìm động lực mình. Link game trên nơi chơi tôi để cái phần video này cho tất cả anh em mình này. Bye bye anh em.